Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Tin tức an ninh nó bật nhất 24 giờ qua, ngày 23 tháng 3. Phương Nga nhờ mang bài hát Cành Hoa Trắng vào trại giam. Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, người bào chữa cho Trương Hồ Phương Nga 30 tuổi, hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 cho biết, trong lần gặp gỡ mới đây với thân chủ, Nga vẫn khỏe mạnh, tự tin về bản lĩnh. Đến giờ cô vẫn có niềm tin là mình vô tội và giữ quyền im lặng trong quá trình điều tra bổ sung về cáo trạng lừa đại gia 16,5 tỷ đồng tiền mua nhà với lý do là không tin sự khách quan của điều tra viên. Sau khi cùng với luật sư làm rõ một số tình tiết liên quan đến nội dung vụ án, cô tâm sự buồn vì cho hiện tại đã đánh mất 5 năm tuổi trẻ kể từ khi có quan hệ tình cảm với ông Mỹ, người được cho là nạn nhân trong vụ án này. Trong đó đã tròn 2 năm cô phải ngồi trong trại giam, chỉ còn 2 năm nữa là đủ 7 năm như thỏa thuận của ông ấy, cô nói với luật sư, đồng thời bày tỏ mong muốn gia đình ông ấy được hạnh phúc và không còn làm phiền tới mình. Cận cảnh đối tượng và tang vật chiếc xe vắng trong vụ 100 bánh heroin. Vào khoảng 20:30 phút ngày 18 tháng 3, tổ công tác C47, đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện một chiếc ô tô Fortuner màu bạc mang biển kiểm soát 30A07325 đi từ Hòa Bình về Hà Nội có biểu hiện nghi vấn là vận chuyển ma túy. Điều tra viên ra lệnh dừng xe, đối tượng vẫn đâm vào chiếc xe của cảnh sát. Tuy nhiên, do đón trước lực lượng công an đã vây bắt, anh này nhanh chóng đóng cửa rồi bất ngờ nổ ra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ nên cảnh sát đã phải bắn chiếc xe này. Hải quan Hải Phòng trang bị AK canh gác 2 container ma túy cực độc. Liên quan đến vụ các lực lượng chức năng thành phố Hồng kiểm tra 2 container có chứa tiềm chất ma túy cực độc vừa bị phát hiện và bắt giữ tại cảng Tân Vũ, Hải Phòng vào chiều ngày 1 tháng 3. Sau khi kiểm tra xong, thống kê, cơ quan chức năng đã có thông tin bước đầu về vụ việc này. Sau 2 ngày kiểm tra xác định, lực lượng chức năng đã thông tin bước đầu về 2 container thảo dược có chứa tiềm chất ma túy cực độc được nhập vào cảng Hải Phòng. Thiếu nữ chết trong phòng trọ, nghi án đòn ghen của người tình. Theo đó, vào rạng sáng ngày 1 tháng 3, những người sống ở phòng trọ nghe tiếng cãi vã của đôi nam nữ sống trong căn phòng trọ bên cạnh. Ít phút sau, người dân thấy khói đen phát ra từ căn phòng trọ. Một cô gái vẻ mặt hốt hoảng nhảy từ cửa sổ xuống phòng trọ, vừa chạy vừa kêu cứu. Chủ Facebook chống tham nhũng ra hầu tòa. Sáng ngày 22 tháng 3, Tòa án dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án đưa nhận hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng với đối người có chức vụ, quyền hạn và trục lợi xảy ra tại huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông. Tổng cộng có 8 bị cáo liên quan đến vụ việc và đưa ra xét xử. Trong đó có bị cáo là Trần Minh Lợi, sinh 1968, ngụ ở huyện Cư Rin, tỉnh Đắk Lắk, bị truy tố là đưa hối lộ với tổng số tiền lên tới là 90 triệu đồng. Có sách sư bào chữa cho Lợi. Chánh án Tòa án dân tỉnh Đắk Nông, ông Ngô Đức Thọ, chủ phiên tòa cho biết. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.